Không còn áp lực sau màn xin lỗi, Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn tình bể tình trên thảm đỏ. Có thể nói sau sóng gió thì chuyện tình của hai nhân vật này đang trở lại những ngày tình tứ vui vẻ như trước đây. Tối qua 25 tháng 10, Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng bất ngờ xuất hiện tại một rạp chiếu phim ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh để chúc mừng cho người em Quách Ngọc Tuyên ra mắt sản phẩm mới. Sự kiện này thu hút đông đảo các nghệ sĩ ở lĩnh vực hài kịch. Và đây cũng là lần đầu tiên cặp đôi công khai xuất hiện chốn đông người sau những ồn ào tình cảm vừa qua. Cặp đôi vui vẻ đến chúc mừng đồng nghiệp của mình, có thể nói cả hai đã thoải mái hơn đi đến nơi đông người. Đã có rất nhiều khán giả lo ngại rằng chuyện tình 8 năm của họ sẽ bị ảnh hưởng nhiều vì scandal vừa qua. Tuy nhiên, khoảnh khắc này cũng đủ để người hâm mộ yên tâm phần nào. Cát Phượng và người yêu được nhiều khán giả chú ý và liên tiếp xin chụp ảnh cùng. Bất kể khoảnh khắc nào thì cặp đôi này cũng dính như sam. Thời gian qua, cộng đồng mạng khắp nơi thấp thỏm, hoang mang trước thông tin mối tình giữa Cát Phượng và tình trẻ Kiều Minh Tuấn tan vỡ. Và khi ấy mọi chuyện ồn ào hơn khi anh và An Nguy công khai chuyện tình cảm sau khi kết hợp cùng một dự án điện ảnh. Sau khi kết thúc đợt chiếu thì Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn đã có một buổi gặp gỡ riêng với truyền thông để chia sẻ về scandal này. Tại đây cặp đôi cũng gửi lời xin lỗi các khán giả đã yêu mến họ trong suốt thời gian qua. Và đặc biệt cả hai đều gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến nhà sản xuất phim. Kiều Minh Tuấn cũng thừa nhận vì anh bị đẩy cảm xúc nên đã có những lời nói khó kiểm soát trong thời gian trước.